Minh sẽ giảm giá cho mấy cái chậu này nha. Tại ngày mai sẽ có một số chậu mới về đó. $15 cái là 12 đồng nha mọi người. Buy 5 $12 each. Cái này là 10 đồng. $10. Mấy cái này để SG đẹp lắm mọi người. Dạ, 10 đồng. Để Ngân lấy cho mọi người. Rất là đẹp mọi người. 10 đồng nè. Cái này thì 20 nè. Cái này 10 đồng. Chuyên cho ST sẽ rất là đẹp ha. Rồi, cái này thì 10 đồng. Cái này thì 5 đồng. Cái này thì là 15 đồng. Mọi người mà thích chơi ST thì tới mua chậu nha. Mấy chậu của Hàn Quốc thì 20. Cái này hai chục, ba chục, mười lăm, cái này thì 40, cái này very heavy, của là handmade của đại hàng, 40, còn trên này 15, ôi lộn, hai chục. $20 cho cái mẫu này nha. Cái mẫu chui đi này nè, rất là bự nha. Thường là 25, bên đây là 20. Rồi cái mẫu này là còn cái cuối cùng để cho mọi người là 25 đồng nha. Theo vị đó. Rồi cái này 5 đồng. Cái này nó có cái nó có cái chùm luôn. Thích hợp để bỏ echi lắm nha mọi người. 5 đồng một cái nha. Mà bỏ crack rồi nhỏ, cái cái crack tí hơn á. Bỏ cái này là hợp với bây giờ khó kiếm chậu tí hoang lắm mọi người. Cái này 5 đồng. Rất là tí hoang luôn. Đó, có một cái nhiều mẫu ha. Có nhiều màu lắm. Này 5 đồng. $5. Ai mà chơi những cây tí hoang thì lấy cái này nha, 5 đồng có nhiều mẫu lắm nha. Có tổng cộng là nhiều mẫu, rất phân loại. Cái nào cũng có đế hết. 5 đồng nha. Rất là kêu luôn. Còn cái này thì là 15 đồng. Còn cái này thì là 25 đồng. $25 nha, cái này có hẹn. Cái này bỏ cái phát, cái này bỏ cái gì vô cũng đẹp hết, 25 đồng thôi. Lấy ra coi chừng mình sập nhỏ nha. Bỏ bất cứ cái gì vô cũng đẹp hết nha, 25 đồng. Cái này ship được hết nha bà con, ship được hết. Cái này thì là 35 đồng. $35. Nặng chết luôn. Cái này thì là 40 đồng. $40. Very heavy nha, 40 đồng. Còn cái này thì là 45 đồng, cái này là hàng mắc tiền 45 đồng. $45. Cái này hàng mắc cửa đại thôi. Còn cái này thì 20. Mẫu này thì 20. Mẫu này có rất là nhiều người thích nha, 20 đồng. Rất là nhiều người thích, về mấy trăm cái cũng hết đó. Nói chung là còn lại cái này là 15 đồng. $15. Cái này thì là 20 đồng. $20. Thì mọi người tới lựa đi nha. Chậu rất là nhiều nha mọi người. Ngày mai về còn nhiều hơn nữa, mà ngày mai càng là đồ handmade mà hàng xịn sò 40, 50, 60, 100. 150, ngày mai là toàn là đồ mất tiền không. Còn đây thì là sale mấy cái đồ rẻ tiền xuống nè. Đó, 20 nha. $20. Ngày mai là toàn chậu đại chiến. Đẹp nhất nhé. Hàng là handmade của Hàn Quốc. Đó, chậu Ngân không còn bao nhiêu nữa, clearing hết tất cả cái đống chậu này. Ai tới lựa càng nhiều càng tốt, ly sạch bát luôn. Và ngày mai là toàn là chậu 3D handmade mà hàng xuất sắc. Cho nên là cái tấm chậu này Ngân sẽ liên hết. Ai cô chú anh chị nào muốn mua Ngân bán rẻ hết. Có mấy cái này nữa nè.
này là 20 đồng nha, để sỏi sỏi chùm mấy cái SC dài 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 xuống á. Cái này còn có hai cái ống liền 20 đồng thôi, sao cũng còn 20 đồng thôi. Còn đúng có một cặp thôi nha. Ống đi chu lết. Ô cái này bị mẻ. À 15 thôi. Cái kia 20. This one là broken $15 and this one $20. Rồi. Còn cái trắng này 10 đồng. Bự lắm nè, $10. Cái này thì 5 đồng thôi, $5. Còn cái chậu bự kìa bá lửa nha, sale luôn 50 đồng, bự quá thì bự rất là bự, 50 đồng nha. Rất là bự nhưng mà con tối thượng đi. Tối thượng. Ưng á, một lần về chậu rất là nhiều mà nó bán cũng rất là nhanh. Luôn bán chậu nhanh lắm. Trong vòng khoảng 2-3 ngày một tuần là ta bán hết sạch rồi. Rất là cao luôn mọi người, mà làm đổ xuống á đẹp lắm. Còn đúng một cái 45 đồng. Mà còn cái chậu này nữa mà. Cái này thì là 25 đồng. $25 $25. Đây là sale nha mọi người. Sale cũng còn 20 thôi. $20. Cái này thì có lỗ luôn là 5 đồng. $5. Cái này là có lỗ luôn 10 đồng. $10. Cái này thì là 5 đồng. 5 đồng 10 đồng. 5 đồng. Có lỗ luôn nha mọi người, có chân đàng hoàng có lỗ luôn. Cái này 10 đồng. Cái này thì là 5 đồng. $5. Cái này là 15 đồng. $15. Đó còn không có còn bao nhiêu chậu nữa. Cái này thì có $1, $1. Có nghĩa là có rất là nhiều chậu, nhiều giá tiền khác nhau, cho nên bà con cô bác nào cũng có thể lựa được hết. Hợp túi tiền bà con lắm, từ $5, $10, $1 cũng có luôn. Đó, ai muốn mua gì là mua có hết, 10 đồng. Phi đi nè, 5 đồng. Phi đi nè, 10 đồng. Phi đi nè, cái này là hôm bữa 30 đồng, hôm nay xe xuống còn 20 đồng thôi. $20. Rất là nhiều 3D mà ngân sẽ clear rồi hết tất cả các 3D và cái này là của Hàn Quốc nè. 20 đồng hôm nay sale xuống cho mọi người 15 đồng thôi. Nha, ly hết mấy cái chậu này nha, không bây giờ ngân sẽ ly hết chỉ chơi mà chậu xịn thôi. Là ly hết tất cả những cái chậu này của chúng ta.